Bạn đang xem Người đưa tin TV. Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Hiện tại đã có 81 bé dương tính với sán lợn. Cụ thể, trong ngày 16 tháng 3, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương tiếp nhận và làm xét nghiệm sán lợn cho gần 800 cháu đến từ huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong ngày, viện đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với sán lợn. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sán lợn cho gần 600 cháu. Vì lượng trẻ đến khám quá đông, bệnh viện chưa thể chạy hết kết quả xét nghiệm. Dự kiến, kết quả xét nghiệm của trẻ sẽ được tổng hợp trong đầu tuần sau. Như vậy, tính từ ngày 12 tháng 3 đến nay, số trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn đã tăng lên 81 bệnh nhi. Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng vì nhiều bệnh nhi vẫn chưa nhận được kết quả. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.